Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Và hôm nay là 35 phút yoga toàn thân giúp kích hoạt toàn bộ cơ thể của mình. Bài tập sẽ lồng ghép thêm một số động tác nâng cao, nên các bạn hãy tập với tư thế thật là thoải mái, trải nghiệm cơ thể của mình. Nào, khi nào các bạn sẵn sàng, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu bằng vị trí ngồi thật thoải mái. Bạn có thể duỗi hai chân của mình về phía trước, hoặc nếu được bắt chéo hai chân của mình vào với nhau. Tay thả lỏng trên đầu gối, mở vai, mở ngực, nhắm mắt. Thả lỏng tâm trí và thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hãy quan sát tâm trí đi dọc từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân. Tâm trí ta đi tới đâu, thả lỏng cơ thể của mình tới đó. Và bây giờ nếu muốn, bạn có thể thực hành sự thư giãn theo hướng dẫn của mình. Bắt đầu thư giãn từ khuôn mặt. Thả lỏng mắt, thả lỏng mũi, thả lỏng miệng, thả lỏng cổ, thả lỏng vai, khuỷu tay, cổ tay, ngón tay. Tiếp theo bạn hãy thả lỏng ngực, thả lỏng lưng, bụng. Và bây giờ tới phần hông, men theo đầu gối xuống tới cổ chân, ngón chân của mình. Lắng nghe âm thanh của cơ thể, tận hưởng hơi thở và tận hưởng cơ thể của mình, tận hưởng giây phút hiện tại. Và bây giờ chúng ta hãy hướng tâm trí về lại với hơi thở. Khi hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Hãy thực hành hít thở theo chánh niệm. Nhẹ nhàng ta đưa ý thức trở về với thực tại. Bạn mở mắt của mình ra, hít vòng hơi thật sâu, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, căng lường hết mức có thể. Sau đó thở ra thật chậm, tay chắp, từ từ hạ tay của mình xuống ngang ngực, đồng thời gập cổ của mình về phía trước. Tương tự như vậy, lượt hai hít vào tay lên, thở ra tay hạ. Ba, hít vào tay lên căng lường, thở ra tay chắp gập cổ về phía trước. Bốn, hít vào thật sâu, thở ra chậm rãi. Và lượt nữa, năm, hít vào hai tay của mình lên, sau đó thở ra từ từ bằng hạ tay phải của mình xuống, nghiêng lường hết mức có thể về phía bên phải, mắt nhìn lên, giữ hai. Tiếp tục bạn giữ này, hoặc nếu được từ từ đẩy vai phải của mình về phía trước, đồng thời mở vai trái, xoắn cơ sống lưng. Giữ thêm 4, hít thở đều. Và 5, hít vào trả vai về chính diện. Thở ra bạn đổi bên, hạ tay trái, nâng tay phải, nghiêng lường hết mức có thể về phía bên trái. Tương tự như vậy, nếu được ta xoắn nhẹ phần thân trên hết mức có thể về phía bên trái. Liên tục bạn đẩy vai trái về phía trước và mở vai phải, mắt nhìn lên, hít thở đều 4. Và 5, hít vào trả vai của mình về chính diện. Này, thở ra hai tay của mình về phía đầu thảm, đồng thời nâng hông. Lúc này hai gối chạm thảm, ta về lại tư thế cái bàn. Từ vị trí cái bàn, hít vào, bạn nhấc hai chân của mình lên, sau đó thở ra xoay gót chân của mình từ trong ra ngoài, thả lỏng chân, thả lỏng hông, thả lỏng vai. Này, hít vào, bạn ấn mũi chân trái của mình xuống, nhấc chân phải, thở ra duỗi căng chân phải của mình về phía sau, siết chặt cơ bụng của mình lại.
hít vào, căng tay trái của mình về phía trước, nhẹ nhàng thở ra, nâng tay trái, nâng tay phải của mình lên. Hít vào, gập đầu gối sang phải, tay trái vòng về phía sau chạm chấn. Thở ra, nâng lên, tương tự hít vào, tay chạm chân. Thở ra, đánh tay và chân lên. Ba, hít vào, tay chạm. Thở ra, tay lên. Bốn, hít vào, thở ra, tay và chân lên cao hơn nữa. Lượt cuối, năm, hít vào, thở ra, nếu được tay trái bạn nắm lấy cổ chân phải, liên tục bạn kéo căng chân của mình lên giữ hái. Ba, mở ngực, mở phai. Và năm, hít vào, hạ chân phải của mình xuống, từ từ thở ra, bước mạnh chân phải của mình về phía trước, đặt giữa hai tay, nhấn hông, hạ hông của mình thấp xuống hết mức có thể, đồng thời hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Nếu được, bạn ngã hai tay của mình về phía sau, đẩy cong cơ lưng hết mức có thể. Tiếp tục hít vào, nâng hông của mình lên. Lúc này thở ra, hai tay hạ xuống, đồng thời bận phồng mạnh hai tay của mình về phía sau lưng, gù lưng, tay hướng về phía đầu. Tương tự như vậy, lần hai hít vào, nhấn hông xuống, tay lên. Thở ra, hông lên, phồng mạnh tay về phía sau, gù lưng hết mức cơ thể. Lượt ba, hít vào, nhấn hông, ngã vai về phía sau, đẩy cong cơ lưng. Thở ra, bận gù lưng, cho tay hướng về phía đỉnh đầu. Tóm lại ta đi thêm hai lượt nữa. Bốn, hít vào, hông xuống, tay lên. Thở ra, hông lên, xoay mạnh vai hết mức cơ thể. Và lượt cuối, năm, hít vào, nhấn hông, ngã vai. Thở ra, nâng hông lên, xoay vai của mình về phía sau. Lần này nếu được, bạn đang xen các ngón tay, từ từ trườn vai về phía trước, giữ cho gối phải của mình thật thẳng, đồng thời gập sau người của mình xuống, cầm hướng về phía ống quyển chân phải. Hít thở, ba, cố gắng giữ thăng bằng ở đây, bốn. Và nắm, hít vào, hạ tay trái, nâng tay phải của mình lên. Nếu được bạn ấn mũi chân trái, nâng đầu gối chân trái. Lúc này xoay cho phần hông trái của mình hướng xuống thảm. Bạn rút chân phải của mình về phía sau, đồng thời vươn tay phải qua khỏi đầu, đánh hông của mình lên, tư thế tấm ván nghiêng. Siết chặt cơ bụng của mình lại, giữ thêm ba, bốn. Và nằm, hạ tay phải, hít vào, trương vai của mình về phía trước, siết chặt cơ bụng. Thở ra, từ từ bằng gập khuỷu tay, hạ vai Chaturanga Dandasana. Hít vào, tư thế chó ngửa mặt, mũi chân của mình duỗi về phía sau, ngã vai. Thở ra, chó cúi mặt, ấn mũi chân, nâng hông, thả lỏng vai, nhấn vai hết mức cơ thể. Liên tục bằng hít sâu và thở chậm, cho vai tách ra khỏi hai mang tài nếu được. Liên tục bạn nhấn vai của mình xuống, áp lòng bàn chân của mình xuống thảm nếu được, lắng nghe âm thanh của cơ thể. Này hít vào, cuộn vai về phía trước, sau đó thở ra, hạ gối của mình xuống, ta về lại tư thế cái bàn. Lúc này nâng chân trái, duỗi căng chân trái về phía sau, đồng thời nâng tay phải, căng tay phải về phía trước. Hít vào, nâng tay và chân của mình lên. Thở ra, tay phải vòng về phía sau, gập gối, chạm vào chân trái. Tiếp tục lượt hai, hít vào, tay chân lên. Thở ra, tay gập chân. Lượt ba, hít vào, đẩy cong cơ lưng. Thở ra, xoắn vai. Bốn, hít vào, tay chân cao hơn nữa. Thở, tay chạm chân. Lượt nữa, năm, hít vào. Và lần này thở ra, nếu được tay phải nắm lấy cổ chân trái, từ từ bạn kéo chân của mình lên, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể, giữ thêm hai. Hít thở, ba. Tốt lắm, bốn. Và nằm, nơi hạ tay phải, hít vào, bước luôn chân trái của mình về phía trước. Bạn trượt mạnh gối phải của mình về phía sau, đồng thời nhấn hông, hạ hông của mình thấp xuống. Từ vị trí này hít vào, hai tay của mình vươn lên, ngã vai về phía sau, đẩy cong cơ lưng. Sau đó thở ra, bạn nâng hông, thẳng gối trái, đồng thời gù lưng, vòng mạnh tay của mình về phía sau, nâng tay cao hết mức có thể. Tương tự như vậy, lượt hai hít vào, gập gối trái, đẩy hông về phía trước, nhấn hông, ngã vai của mình về phía sau. Thở ra, nâng hông, gù lưng, vòng mạnh vai của mình về phía trước. Hít vào lượt ba, nhấn hông, ngã vai, đẩy cong cơ lưng. Thở ra, hông lên, gù lưng hết mức cơ thể.
Tường tự lực bốn hít vào, hồng xuống ngã vai về phía sau, thở ra hồng lên gù lưng xoay vai. Và lực cuối hít vào, bạn nhấn hồng đẩy cong cái lưng hết mức cơ thể. Lần này nâng hồng của mình lên, vòng hai tay về phía sau đan xen các ngón tay. Hít vào giữ cho gối trải thẳng, thở ra bạn gập người về phía trước, mở mạnh vai, mở ngực, giữ hái. Bá. Bốn, cố gắng giữ thăng bằng. Và nắm nơi nhẹ nhàng, bạn thoát thế. Từ từ hạ tay của mình xuống, lúc này tay phải của mình chạm thảm, bạn nâng tay trái của mình lên. Nếu được ấn mũi chân phải, nâng gối phải, đồng thời rút chân trái của mình về phía sau. Liên tục bạn siết chặt cơ bụng, đẩy hông của mình lên cao hết mức cơ thể, tư thế tấm phản nghiêng. Vươn tay trái của mình qua khỏi đầu, mở ngực, mở vai, giữ thêm 4. Và nắm nơi từ từ hạ tay trái, hít vào trương mạnh vai của mình về phía trước, thở ra hạ khuỷu tay chaturanga. Hít vào tư thế chó ngửa mặt ngã vai của mình về phía sau, thở ra chó cúi mặt, nâng hông, nhấn vai, thả lỏng vai hết mức cơ thể. Tiếp tục hít sâu và thở chậm, ổn định là nhịp thở ở vị trí này. Này, từ vị trí này, bạn gập khuỷu tay, hạ hai khuỷu tay của mình chạm thảm. Nếu muốn, có thể đan xen các ngón tay của mình vào với nhau. Đồng thời trương vai của mình về phía trước, ta vào tư thế tấm phản khuỷu tay. Cố gắng giữ cho vai và hông trên một đường thẳng. Ai yếu, mình có thể hạ cho gối của mình chạm thảm. Liên tục siết chặt cơ bụng của mình lại, săn chắc cơ bụng ở vị trí này, giữ thêm hái. Hít thở đều 3, 4. Và nắm nơi từ từ hạ bụng của mình xuống, hít vào mũi chân của mình duỗi, hai tay của mình áp ngang ngực, đồng thời nâng vai của mình lên, ngã vai của mình về phía sau, đẩy cong cơ lưng. Hít vào nâng hồng, thở ra theo cách riêng của mỗi người, ta về tư thế em bé. Thả lỏng vai, thả lỏng hông, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Tâm trí hướng về với hơi thở. Hít vào sâu và thở ra chậm rãi. Quan sát hơi thở của mình. Ổn định nhịp thở và ổn định lại cơ thể ở vị trí này. Này, thật chậm rãi, ta nâng cằm, nâng vai của mình lên. Bạn áp lòng bàn tay, sau đó ấn mũi chân, ta về lại tư thế cái bàn. Quan sát cho tay mở ngang vai, gối mở ngang hông. Từ vị trí này, gập khuỷu tay trái, đặt tay trái về phía sau gáy. Hít vào bằng mở mạnh vai của mình hướng lên. Thở ra thật chậm rãi, xoay cho khuỷu tay của mình chạm vào khuỷu tay phải. Tương tự như vậy, hít vào mở mạnh vai trái. Thở ra khuỷu tay trái chạm phải. Tiếp tục lượt ba, hít vào vai lên. Thở ra vai hạ. Bốn, hít vào mở ngực. Thở ra khuỷu chạm tay phải. Liên tiếp như vậy, lượt cuối hít vào vai trái lên. Thở ra bằng vòng luôn tay trái của mình về phía sau lưng. Nếu được, cho tay trái nắm sâu vào đùi phải. Lúc này lực dùng vào tay phải và đầu gối chân phải. Nhẹ nhàng bạn nhấc chân trái và rút chân trái của mình về phía sau, cho mũi chân của mình về phía cuối thảm. Tương tự, liên tục bạn đẩy vai phải của mình về phía trước, mở vai trái hướng lên, siết chặt cơ bụng của mình lại. Được nữa thì bạn nâng luôn chân phải, luôn chân phải của mình về phía trước, đồng thời đẩy hông của mình lên cao. Cố gắng siết thật chặt cơ bụng, tay trái vươn qua khỏi đầu, giữ hai. Ba, hông lên cao hơn nữa nếu được. Bốn, và nắm ngay từ từ mắt nhìn xuống nhẹ nhàng, thật chậm rãi bằng nâng chân trái của mình lên. Theo cách riêng của mỗi người, từ từ bước chân trái của mình về phía đầu thảm. Nhẹ nhàng chân phải của mình về phía sau bắt chéo qua chân trái. Từ từ bạn đánh chân phải của mình lên. Liên tục hít thở, nếu được mở mạnh hông phải của mình hướng lên trời. Hít thở hái. Ba, đánh chân phải của mình lên cao hết mức cơ thể, mở mạnh hông phải của mình ra. Bốn, và năm, từ từ bạn hạ chân phải của mình xuống, bắt chéo chân phải về phía sau chân trái. Hít vào, ta khuỵu hai gối, nâng vai, tay của mình đang xen vào với nhau, đẩy mông của mình về phía sau. Sau đó thở ra, bạn nâng hông, giữ thẳng gối. Tương tự hai, hít vào hông hạ.
thở ra hồng lên. Ba hít vào hạ xuống, thở ra lên. Bốn hít vào cố gắng siết chặt cơ mông của mình lại. Năm hít vào hạ hồng, thở ra hồng lên, siết chặt cơ đùi của mình luôn. Sáu hít hạ, thở lên. Đúng rồi, bảy hít vào hạ hồng, thở ra hồng lên. Tám hít vào, thở ra. Chín hít hồng hạ sâu hơn nữa, thở ra hồng lên. Và lực nữa, mười hít vào lên. Này, từ vị trí này thật chậm rãi, bạn bước mạnh chân phải của mình về phía trước, từ từ gập gối, nâng chân phải của mình lên, hai tay vòng ôm lấy gối phải. Nếu được, tay của mình đặt về phía hông, bạn duỗi căng chân phải của mình về phía trước, mũi chân duỗi, cố gắng siết chặt cơ đùi phải, giữ thăng bằng hái. Ba, không ngã vai của mình về phía sau nhiều quá. Bốn và năm, tay của mình nắm lấy gối phải, nếu được tay nắm lấy cổ chân phải, được nữa hai tay nắm luôn chân phải. Hít vòng hơi thật sâu, bạn nâng chân phải của mình lên, sau đó thở ra cúi gập người của mình về phía trước, liên tục vừa nâng chân vừa gập sâu, giữ ba bốn. Tốt lắm mọi người, lực dùng vào chân trái. Và nằm hít vào bằng gập gối phải, thở ra bước mạnh chân phải của mình về phía sau, ấn mũi chân chạm thảm, tay áp thảm rút luôn chân trái, trương vai siết chặt cơ bụng của mình lại. Liên tục hít thở, ta giữ đầy tư thế tấm phản. Lựa chọn số 1, bạn có thể khuỵu đầu gối của mình xuống, hoặc nếu được từ vị trí này, hít vào bằng hạ hồng phải của mình hướng thảm, sau đó thở ra hạ hồng trái. Tiếp tục lực 2, hít vào hạ hồng phải, thở ra hồng lên, hạ trái. Đúng rồi, đi thật chậm rãi. 3, hít vào hạ phải, thở ra hồng lên, hạ trái. Cảm nhận phần hông, phần eo của mình đang được kích hoạt tối đa. 4, hạ phải, hông lên, hạ trái. 5, lên, hạ phải. Thở ra, hông lên, hạ trái. Tốt lắm mọi người, 6, lên, hạ phải. Thở ra, hông lên, hạ trái, cố lên. Lần 7, hít vào, hạ hông phải, nhấn hông xuống. Thở ra, hạ trái, hạ xuống một nửa thôi, không cho hông chạm thảm. 8, hạ phải, thở, hạ trái. Ta đi thêm 2 lực nữa, 9, hạ phải, thở ra, hạ trái. Và lần này hít vào về chính diện, thở ra bạn khuỵu hai đầu gối của mình xuống, sau đó đẩy hông của mình về phía sau, hạ thấp phần thân trên. Ta thả lỏng ở tư thế em bé. Nếu muốn có thể tách hai gối của mình sang ngang, bạn thả lỏng toàn bộ phần thân trên ở giữa hai đùi, cho mông chạm các chân, trán chạm thảm. Tâm trí hướng về với hơi thở, hít vào thật sâu và thở ra chậm rãi. Này, hít vào, nâng vai nâng hông của mình lên, đi nhẹ hai gối của mình về phía sau, ta về lại tư thế cái bàn. Tương tự như vậy, ta đổi bên. Lúc này bạn gập khuỷu tay phải, đặt tay phải về phía sau gáy, hít vào, mở mạnh vai phải của mình lên, sau đó thở ra, hạ vai phải cho khuỷu phải chạm vào tay trái. Tương tự lần 2, hít vào, vai lên, thở ra, vai hạ. 3, hít vào, mở mạnh vai phải, thở ra, khuỷu phải chạm tay trái. Tiếp tục lượt 4, hít vào, mở mạnh vai ra, thở ra, vai hạ. Và lượt cuối 5, hít vào, vai phải lên, thở ra bằng vòng luôn tay phải của mình về phía sau lưng. Tương tự, cho tay phải nắm sâu vào đùi trái nếu được. Liên tục bằng bấm mạnh vai phải hết mức có thể. Từ vị trí này lực dùng với bên trái, từ từ bằng rút chân phải của mình về phía sau, đẩy vai trái của mình về phía trước, xoắn cơ sống lưng. Hít vào, nhẹ nhàng nhấc chân trái, thở ra, luồn chân trái của mình về phía trước, đẩy hông của mình lên cao hết mức có thể, tay phải vươn qua khỏi đầu, giữ hái. Liên tục bằng đẩy hông cao nếu được, 3, siết chặt cơ bụng của mình lại, 4, và 5, tốt lắm, mắt nhìn xuống, thật chậm rãi lực dùng vào chân trái, nâng chân phải. Sau đó, theo cách riêng của mỗi người, bạn bước luôn chân phải của mình về phía trước. Hít vào, tay chạm thảm. Từ vị trí này lực dùng vào chân phải, bạn nâng chân trái của mình lên. Chân trái bắt chéo về phía sau chân phải. Thật
chậm rãi bạn đánh luôn hông trái của mình hướng lên trời, giữ thêm 3, hít thở 4. Liên tục bạn duỗi căng chân trái, nâng chân trái của mình lên cao hơn nữa, lực dồn vào gót chân phải. Đúng rồi. Và 5, hơi nhẹ nhàng bạn hạ chân trái của mình xuống, hít vào bắt chéo chân trái của mình về phía sau chân phải, ấn mũi chân trái của mình chạm thảm, sau đó thở ra khuỵu hai đầu gối, nâng vai tay của mình đang xen vào với nhau, đẩy hông về phía sau. Tương tự hít vào hông lớn, thở ra hông hạ, 3 hít vào lớn, thở ra hạ, 4 hít vào siết chặt cơ mông, thở ra đẩy hông về phía sau, 5 hít vào lên, thở gập gối hạ, 6 lên, thở hạ, 7 lên, thở hạ, đúng rồi, đẩy mông về phía sau, 8 hông lên, thở gập gối hông hạ, 9 lên, thở ra hạ xuống, và lực nữa 10 hít vào hông lên, thở ra hông hạ. Lần này hít vào bạn đẩy hông của mình lên, lực dồn vào chân phải. Thật chậm rãi bạn nâng chân trái của mình về phía trước, gập gối tay phòng ôm lấy chân trái. Nếu được, lúc này tay đặt về phía hông, bạn duỗi căng chân trái của mình về phía trước luôn. Quan sát cho vai và hông trên một đường thẳng, cố gắng không ngã vai của mình về phía sau nhiều quá. Tiếp tục giữ thăng bằng, 4. Và 5, người tay nắm lấy gối trái, hoặc nếu được tay nắm lấy cổ chân trái, được nữa hai tay nắm luôn chân. Hít vào bạn nâng chân trái của mình lên, thở ra cúi gập người của mình về phía trước, giữ hái, lực dồn vào gót chân phải, 3, 4. Và 5, hít vào nâng vai lên, thở ra từ từ bước mạnh chân trái của mình về phía sau, ấn mũi chân chạm thảm, tay chạm thảm, hít vào rút chân phải về phía sau, thở ra bằng trương vai về phía trước, thật chậm rãi siết chặt cơ bụng của mình lại, tư thế tẩm phán. Tương tự, bạn có thể khuỵu hai gối của mình xuống nếu thấy cần thiết. Từ vị trí này hạ cho khuỷu tay của mình chạm thảm, hít vào chống đẩy nâng vai lên, thở ra hạ khuỷu, lần 3 hít vào vai lên, thở ra vai hạ, 4 hít vào lên, thở ra hạ xuống, tốt lắm, 5 hít vào chống đẩy vai lên, thở ra vai hạ, lần 6 hít vào lên, thở ra gập khuỷu tay vai hạ xuống, 7 hít vào lên, thở ra hạ, 8 hít vào áp tay nâng vai lên, thở ra hạ xuống, cố gắng siết chặt cơ bụng, 9 lên, thở ra hạ xuống, và lần nữa 10 hít vào vai lên, thở ra vai hạ, rồi trương vai của mình về phía trước, hít vào hạ cho bụng áp thảm, thở ra ngực áp thảm, duỗi mũi chân của mình về phía sau, sau đó tay áp thảm nâng vai, tư thế chó ngửa mặt. Này, từ vị trí này theo cách riêng của mỗi người, ta rút về tư thế em bé, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Nhẹ nhàng ta thoát thế, bạn nâng vai nâng hông của mình lên, trở về tư thế chó quấy mặt, liên tục nhấn vai của mình xuống, thả lỏng vai hết mức cơ thể. Được nữa thì bạn duỗi căng hai gối của mình về phía sau luôn, hít vào từ vị trí này đánh chân phải của mình lên cao, thở ra bước mạnh chân phải của mình về phía trước, đặt giữ hai tay, áp lòng bàn chân trái của mình xuống, quan sát cho hai gót chân trên một đường thẳng. Hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, giữ đây, tư thế chiến binh số 1. Tư thế chiến binh thật vững chãi và mạnh mẽ. Hít vào, nâng hông, thẳng gối phải, sau đó hai tay của mình mở ngang vai, thở ra từ từ bạn xoắn phần thân trên hết mức cơ thể về phía bên phải. Tương tự như vậy, hít vào về chính diện, tư thế chiến binh số 1. Thở ra, nâng hông của mình lên, thẳng gối, xoắn phần thân trên về phía bên phải. Lượt 3, hít vào, chính diện, tay lên. Thở ra, xoắn. 4, hít vào, gập gối phải về phía trước. Thở ra, xoắn vai.
Lần năm hít vào chính diện, thở thẳng gối xoắn vai. Và lần này hít vào về lại tư thế chiến binh số 1. Sau đó thở ra bằng rút chân trái của mình về giữa thảm, rút luôn chân phải của mình về giữa thảm. Giữ cho hai chân của mình ngang hàng với nhau. Từ từ nhón gót chân của mình lên, gập gối hạ thấp phần hông của mình xuống hết mức cơ thể. Liên tục giữ cho lưng của mình thật thẳng. Thật chậm rãi, tay hạ bằng đi bộ hai tay của mình về phía trước. Đặt cho hai tay của mình nằm ngay phía trước gối. Cho gối của mình luồn sâu vào trong hai nách. Lúc này tay áp thảm bằng nâng hông của mình lên. Liên tục bằng trường vai của mình về phía trước. Mắt quan sát vào một điểm trên thảm. Giữ đấy hoặc nếu được nhẹ nhàng bằng nhấc hai chân của mình lên cao. Ta thực hiện tư thế con quạ ở vị trí này. Liên tục giữ thăng bằng. Hít thở 2, 3. Tốt lắm mọi người. 4. Cố gắng giữ càng lâu càng tốt. 5, 6, 7, 8. Rồi từ từ bạn thoát thế, ta hạ hai chân của mình xuống. Lúc này nếu được vẫn nhón hai gót chân của mình lên, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu từ từ, bạn về tư thế đứng nâng vai. Này thở ra, chân áp thảm. Hít vào thật chậm rãi, một lần nữa hai tay của mình vươn lên căng lưng. Thở ra, bạn cúi gập người của mình về phía trước. Nếu được tay nắm lấy cổ chân, gập sâu hơn nữa nếu được, bụng áp đùi. Hít thở 3, 4. Thả lỏng phần hông, thả lỏng phần vai, thả lỏng toàn bộ phần thân trên của mình ra. Và nằm rồi hít vào, gập gối hạ hông của mình xuống. Thở ra, tay của mình áp thảm. Lúc này, bạn tách hai gối của mình sang ngang. Sau đó, luồn hai tay của mình vào phía trong hai gối, tay chấp vào với nhau. Liên tục bạn dùng khuỷu tay đẩy hai gối của mình sang ngang hết mức cơ thể, mở mạnh phần hông, mắt quan sát về phía trước, giữ 2, 3. Tư thế ngồi xổm, hít thở liên tục bằng tách hai gối của mình sang ngang. 4 và 5, hai tay của mình áp thảm. Này, lúc này nếu được bạn nâng hông của mình lên, sau đó cố gắng luồn mạnh vai phải của mình xuống đầu gối chân phải. Tiếp tục luồn vai trái của mình dưới đầu gối chân trái. Thật chậm rãi gập sâu hết mức cơ thể. Hai tay của mình áp thảm. Này, từ vị trí này lực dồn vào hai tay, bạn hạ hông của mình xuống sâu hết mức. Nếu được nhấc hai chân của mình lên, duỗi căng hai chân của mình về phía trước. Hít thở giữ 2. Lắng nghe cơ thể của mình. Hạ vai của mình thấp xuống nữa nếu được 3, 4. Tốt lắm mọi người. Và 5, rồi từ từ bạn thoát thế, hạ mông của mình chạm thảm. Hít vào gập gối. Lúc này tay nắm lấy phần chân. Bạn nâng hai chân của mình lên, nếu được tách hai chân của mình sang ngang. Nâng cầm mắt nhìn lên. Tiếp tục giữ thăng bằng ở đây 3, 4. Liên tục bằng mở ngực mở vai, kéo mạnh hai chân của mình hướng về phía vai luôn. Hít thở, siết chặt cơ bụng. Và 5, rồi từ từ bạn thoát thế, hạ hai chân của mình xuống. Đi bộ hai tay của mình về phía trước, ta về lại tư thế chó cúi mặt. Nhấn vai, thả lỏng vai hết mức cơ thể. Hít sâu và thở chậm. Hít vào, bạn đánh chân trái của mình lên cao. Thở ra, từ từ gập gối, trường vai về phía trước, đặt chân trái của mình ở giữa hai tay, áp chân phải của mình về phía sau. Ta vào tư thế chiến binh số 1 bên trái. Tương tự, giữ tư thế thật vững chãi và mạnh mẽ. Liên tục bạn siết chặt cơ đùi trước và căng chân sau. Rồi hít vào, nâng hông thẳng cối trái, tay mở ngang vai. Thở ra, bạn xoắn phần thân trên hết mức cơ thể về phía bên trái. Tương tự như vậy lần 2, hít vào về chính diện tư thế chiến binh số 1. Liên tục hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, căng cơ lưng hết mức cơ thể. Sau đó thở ra thẳng gối, xoắn phần thân trên về phía trái. Lần 3 hít vào chính diện. Thở ra bạn xoắn vai. 4 hít vào chiến binh 1.
thở ra xoắn vai. 5 hít vào chính diện, thở ra xoắn. 6 hít vào về chính diện. Lần này thở ra thật chậm rãi, lực dồn vào chân trái. Bạn bước chân phải của mình về giữa thảm, sau đó rút chân trái của mình về giữa thảm luôn. Nhón gót chân, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, giữ thăng bằng trên mũi chân. Nơi từ từ bạn gập gối, hạ hông của mình xuống. Sau đó thật chậm rãi hạ hai tay của mình chạm thảm. Tương tự, hai tay của mình đặt nằm ngay phía trước chân. Bạn cố gắng luồn hai gối của mình vào sâu trong hai nách. Lúc này tay áp thảm, trường vai về phía trước, nâng hông của mình lên cao. Nếu được, bạn nhấc nhẹ hai chân của mình lên luồn giữ đáy, tư thế còn quạ. Mắt nhìn về một điểm trên thảm để giữ thăng bằng tốt hơn. Giữ hái, ba, bốn và năm. Ngồi từ vị trí này, nếu được bạn hạ vai của mình thấp hơn nữa, chuẩn bị bước hoặc nhảy hai chân của mình về phía sau. Hít vào, tư thế chó ngửa mặt, nâng vai, ngã vai của mình về phía sau. Sau đó thở ra, bạn hạ gối, nâng hông của mình lên. Bắt chéo hai chân, rút hông của mình về phía sau cho mông chạm thảm. Từ từ hạ vai của mình thấp xuống, trán chạm thảm nếu được. Thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình ở vị trí này. Tiếp tục hít sâu và thở ra chậm rãi. Ổn định nhịp thở, điều phối lại hơi thở của mình. Hít vào cảm nhận sự khoan khoái, và khi thở ra thư giãn toàn bộ cơ thể. Rồi từ từ bạn nâng vai, ta trở lại vị trí ngồi. Lúc này duỗi hai chân của mình về phía trước. Sau đó bạn tìm một vị trí thật thoải mái, hạ hai khuỷu tay của mình về phía sau lưng, hạ lưng, hạ vai của mình xuống. Lực dồn vào hai khuỷu tay, hít vào bằng cặp đầu gối chân phải hướng về phía ngực, đồng thời duỗi căng chân trái của mình về phía trước. Tương tự thở ra, bạn đổi bên. Tiếp tục hít vào, gập trái, thở, gập phải. Ba trái, thở phải, bốn trái, thở phải, cố gắng duỗi căng chân của mình về phía trước, siết chặt cơ bụng của mình lại. Năm trái, thở phải. Sáu, thở. Bảy phải, trái. Tám phải, trái. Và nhẹ nhàng thu hai gối hướng về phía ngực. Tiếp tục hít vào, bạn hạ nhẹ hai gối về phía bên trái. Nếu được, duỗi căng hai chân của mình ra. Sau đó thở ra, nâng hai chân của mình lên về chính diện. Tương tự hít vào gập gối, thở ra xoắn phần thân dưới về phía phải, duỗi căng hai chân của mình về phía trước. Hít vào về chính diện, thở ra gập gối, hít vào lần hai xoắn trái căng chân, thở về chính diện. Ba hít vào xoắn phải, thở nâng chân về chính diện. Bốn hít vào xoắn trái, thở ra chính diện, tốt lắm. Hít vào xoắn phải, thở ra duỗi chân, nâng chân về chính diện. Năm hít vào xoắn trái, thở duỗi chân về chính diện. Hít vào xoắn phải, thở ra duỗi chân về chính diện. Sáu hít vào gập gối xoắn trái, thở duỗi chân về chính diện. Hít vào gập gối xoắn phải, thở duỗi chân về chính diện. Bảy hít vào gập gối xoắn trái, thở duỗi chân về chính diện. Hít vào gập gối xoắn phải, thở duỗi chân về chính diện. Chín hít vào gập gối xoắn trái, thở chân thẳng về chính diện. Hít vào gập gối xoắn phải, thở về chính diện. Này, tốt lắm mọi người, từ từ bạn thoát thế. Lúc này hai tay của mình đỡ lấy phần gáy, nhấc nhẹ đầu của mình lên. Tiếp tục gập gối thật chậm rãi, hít vào, bạn xoắn phần thân trên về phía bên trái cho khuỷu tay phải chạm vào gối trái, đồng thời duỗi căng chân phải của mình về phía trước. Và thở ra, ta đổi bên, xoắn về phía bên phải. Tiếp tục hít vào xoắn trái, thở phải. Ba trái, thở phải. Bốn trái, thở phải, tốt lắm. Năm trái,
thở phải siết chặt cơ bụng của mình lại 6 trái, thở phải tiếp tục 7 trái, về phải 8 trái, phải 9 trái, phải siết chặt cơ bụng 10 trái, về phải, người hít vào về chính diện, sau đó thở ra, bạn thoát thế hạ đầu hạ vai của mình xuống, liên tục thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Người từ từ hai tay của mình xuôi theo thân. Lúc này bạn vẫn gập hai gối, nâng hai gối của mình lên, hai tay của mình vòng ôm lấy gối, kéo sát hai gối của mình hướng về phía ngực, hoặc nếu được tay của mình nắm lấy ngón chân cái, bạn tách mạnh hai chân của mình sang ngang, ta về tư thế em bé hạnh phúc. Tiếp tục bạn căng hai gối của mình hướng xuống thảm, sau đó thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình, thả lỏng hông, thả lỏng gối, thả lỏng cổ chân, thả lỏng vai, thả lỏng lưng, lưng giữa, lưng trên và lưng dưới. Này, bạn thoát thế, ta về lại tư thế xác chết. Hai chân của mình duỗi về phía trước, tay mở ngang hông, lòng bàn tay của mình hướng lên, nhẹ nhàng nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào sâu và thở ra chậm rãi. Tận hưởng hơi thở, tận hưởng cơ thể và tận hưởng giây phút hiện tại. Và bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, mời bạn đăng ký kênh của mình để cập nhật liên tục các bài tập mới nhé. Namaste, chúc các bạn một ngày vui.